Và thị phạm đây Hôm nay, bà sẽ tiếp tục thị phạm về các nguyên âm Và sẽ tập trung nói về các âm short vowel sounds còn lại Và bài học ngay thôi nào Let's get started Âm tiếp theo là âm short O sound Âm short O đọc là O uh. Trong những từ như là Hot Con Hop Mop Top stop, shop, not, Sob. rob, job, lock, knock, rock. âm này khá là dễ, cho nên mình sẽ đi âm tiếp theo ha. âm tiếp theo là âm short u sound. âm này diễn nôm sang tiếng Việt thì nó đọc giống như chữ ớ hoặc chữ ơ trong từ up, ấp trứng, ơ, lớp học như vậy đó. đọc kiểu nào ớ hay là ơ thì là do cái âm cuối cái ending sound trong cái từ đã quyết định. ví dụ như trong cặp từ này, từ nó đều là cái âm short u sounds nhưng bạn hay nghe kỹ nha. cup, curb. chữ đầu tiên đọc giống như chữ ớ, còn chữ thứ hai thì đọc giống như chữ ơ phải không? cup, curb. sự khác nhau nữa là bạn sẽ nghe được cái nguyên âm trong từ thứ hai nó dài hơn. Cup, curb. Những cái bài tiếp theo mình sẽ giải thích vì sao nó lại như vậy. Câu bài này thì bạn chỉ cần nhớ cho mình âm short u có hai cách đọc giống như âm ớ và âm ơ trong tiếng Việt thôi. Bây giờ thì hãy cùng mình luyện tập các từ dưới đây nha. But, cut, shut hug, bug, drag, Fun, run, bun. Club. Cái từ này mà bạn nào đọc là club hay là club thì hãy sửa lại ha. Club. Một số từ nó có mặt chữ là chữ O nhưng cũng được đọc là âm short U. Như là sun, Monday, mother, another, money. Âm tiếp theo là âm short u. Âm này đọc là u, uh, u. Uh. Diễn nôm sang tiếng Việt thì nó hơi giống như âm u, uh, e, uh. Trong các từ như là could, would, should, cook good foot. Hắc não một chút. Chữ này thì mấy bạn đọc sao? Bạn nào mà đọc là âm short u. Uh, foot. Thì chúc mừng các bạn đã bị tôi lừa rồi. <laughs> các bạn đang đọc cái từ này. Còn từ này là âm long u. Đọc là u. Food. Là đồ ăn đó ha. Food. Bây giờ bạn cùng mình ôn tập những cái âm short vowel mà mình đã được học ha. Với mỗi âm short vowel thì bạn cho mình một ví dụ đại diện ha. Âm short A đọc là A. Ví dụ cat. Âm short E đọc là E. Ví dụ bad. Âm short I đọc là I ví dụ it, I'm short o oh, đọc là a uh. ví dụ hot, I'm short u đọc là a uh. Những nôn sang tiếng Việt thì ơ uh, hoặc là ơ uh. thì các bạn nhớ luôn cặp từ cup, curb I'm short u would. Hãy comment câu trả lời của bạn vào phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở video tiếp theo.